Hello, xin chào các bạn. Mình là Lê Bằng Giang. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm và cái cách thức để mình ghép cây ăn quả. Đây, thì hôm nay mình sẽ thực hiện trực tiếp đó là cây bưởi. Ghép cành bưởi vào gốc cây bưởi. Cây bưởi này là cây bưởi nhà mình là cây bưởi dại. Đó, mình tận dụng cái cây bưởi dại thì mình sẽ ghép cành của cái cây bưởi mà mình đã có trái và trái ăn rất ngon, thì mình sẽ lấy cái cành của cái cây đó và ghép vào cái cây bưởi dại của nhà mình. Đấy, để tận dụng cái gốc của cây bưởi dại, nó sống và nó đề kháng và nó chịu sâu bệnh rất là tốt. Đó, và mình được dùng được cái thân của nó luôn. Đó, thì mình ghép thì cái tỷ lệ ra trái nó rất là nhanh, chứ không phải mình trồng từ nhỏ. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video chi tiết để chia sẻ cho các bạn về cái quá trình, quy trình để ghép cây bưởi như nào. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện là ghép cành cây bưởi vào thân cây bưởi. Rồi, xin mời các bạn theo dõi nhé. Đây là video mình chỉ hướng dẫn những cái bạn nào mà có thể là chưa biết ghép cây hoặc ghép như thế nào. Chứ còn mất các bậc sư phụ mà đã ghép chuyên gia thì các bạn vui lòng bỏ qua video. Vâng, xin cảm ơn. Đây là một cái cành mình đã ghép xong. Đó, hoàn tất. Đây là một cây bưởi của nhà mình. Cây bưởi này là trái ăn rất là ngon. Đó, đây đã có trái rồi. Mấy năm trước mình ăn rất là ngon nên là mình đã lấy cành của cây bưởi này. Đây mình đã lấy ba cái cành mảnh tẻ để mình thực hiện ghép. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ghép. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đấy. Rồi, đầu tiên là mình chuẩn bị đồ nghề. Mình sẽ kéo, đấy, dùng cái cành mảnh tẻ. Mình sẽ lọc ra cành mảnh tẻ mập mạp. Đấy, mình chọn ra 5 cái mắt, giữ lại 4-5 mắt thôi nha. 4-5 mắt đó, để ghép vào cây bưởi dại. Các bạn nhìn thấy không? Cây bưởi dại này là cây bưởi dại nhà mình đã rất là lớn. Đấy, là có gai. Nên bây giờ mà chặt đi thì rất là phí. Đó. Nên là mình sẽ ghép luôn vào cành bưởi này. Đấy, khi cành bưởi này nó ghép vào nó sẽ phát triển đó, thì mình sẽ cắt những cái đoạn trên. Đây, dụng cụ ghép của mình là mình sẽ dùng một cái dùi đục. Đó, dùi đục nhà mình đã được mài rất là sắc bén. Các bạn nếu mà không có dùi đục thì các bạn tốt nhất là dùng cái dao mà dao nhỏ, dao bổ cao ấy, hoặc là dao dọc giấy. Còn mình nhà mình không có thì mình dùng dùi đục. Đấy, đầu tiên các bạn sẽ trích một phần của cái da thân của cây bưởi. Các bạn xem chỗ nào hợp lý thì các bạn trích ra. Trích và cái phần vỏ của cây bưởi ra để phần lõi lại. Đấy, thì sau đó mình sẽ găm hoặc là ghim cái cành bưởi mà đã cắt lúc nãy. Đấy, ghim sát và nêm chặt vào với cái thân của cái cây bưởi dại. Đấy, thì các bạn lưu ý là ghim chặt và làm sao cho cái da và thịt của cái cành bưởi được ghép sẽ bám chắc trực tiếp vào cây bưởi dại. Sau đó ở cái phần dưới của cái mối ghép mình sẽ băng chặt lại bằng cái keo dính điện, mục đích gắn chặt để cho hai cái phần cuối cùng của cái cành ghép và cái cây ghép được tiếp giáp với nhau và thật là chắc chắn. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái màng ni lông dây bóng, thì mình không có ni lông chuyên dụng thì mình sẽ sử dụng cái giấy bóng và màng ni lông bọc thức ăn. Đó, túi ni lông bọc thức ăn. Nói chung là cái tỷ lệ ghép cái cây bưởi ấy, thì nó rất là dễ, thành công thì rất là cao. Đó, các bạn cứ làm đúng quy trình thì cái khả năng thành công rất là lớn. Đó, hầu hết là các cái mối ghép của mình đều sống. Cái mùa ghép thích hợp nhất đấy là các bạn sẽ ghép vào mùa xuân. Đó, mùa xuân khi thời tiết khí hậu ôn hòa, độ ẩm nó tốt thì mình sẽ tiến hành mình ghép, là cái tỷ lệ thành công rất là cao. Rồi có thể hoặc là mùa thu. Đó, mùa thu
khi mà không đầu thu hoặc là giữa thu thì cái ánh nắng nó sẽ không có nắng. Đó, nên là tỷ lệ thành công cũng rất là lớn. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng cái băng keo hoặc là màng ni lông, các bạn sẽ quấn chặt vào, quấn chặt theo chiều kim đồng hồ hoặc là ngược lại, tùy các bạn thuận tay cho làm sao cho hợp lý. Các bạn quấn chặt miết làm sao cho cái màng ni lông nó sẽ miết vào giữa cái cành của cái cây bưởi và cái thân cây bưởi, làm sao cho nó miết chặt, để cho mục đích để thứ nhất là nó sẽ làm cho cái cành và thân cây bưởi nó sẽ gắn kết chặt được với nhau. Đó, mục đích thứ hai là khi mình quấn như này thì cái bảo vệ cành, nó bảo vệ hơi nước từ cái cây, nó sẽ không bị cành, nó không bị khô. Và thứ hai là cái hơi nó hút được cái chất dinh dưỡng từ cái thân cây bưởi dại. Đấy, và mục đích nữa là nó sẽ ngăn chặn các cái côn trùng hoặc là chuột bọ cắn vào cái cành cây bưởi và mình mới ghép vào. Đó. Đó, đây là xong. Mình sẽ thực hiện xong một cành ghép đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghép cành thứ hai. Để các bạn nào mà chưa biết ghép thì các bạn sẽ biết cách. Nói chung là ghép thì rất là dễ. Một số cây có thể là khó ghép, ví dụ như cây nhãn. Đó, hoặc là cây sung ăn quả thì mình ghép rất là khó, tại vì nó có nhựa. Nhưng còn cây bưởi này, còn cây chanh thì mình ghép cũng dễ, không có gì là khó cả. Đấy, mình sẽ trích cái phần da, lột da khỏi cái phần thịt. Đấy, đây các bạn nhìn xem, dài khoảng cứ tầm 3 phân hoặc là hơn, tùy từng cành lớn cành nhỏ. Đây, rồi sau đó mình sẽ cắt hết những cái lá của cái cành ghép, mình sẽ để lại khoảng cứ 4 mắt hoặc là 3 mắt tùy. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái dao, đây là mình dùng dùi đục để gọt chéo cái cành bưởi ghép. Đấy, các bạn sẽ lia thật là nhọn để làm sao đó cái tỷ lệ tiếp xúc mối giữa cành ghép và cái thân của cây bưởi, làm sao cho hai bên nó áp vào nhau càng nhiều thì càng tốt. Đó, cái tỷ lệ tiếp xúc đó. Chứ các bạn nếu mà không cắt hoặc là không tỉa nó nhẫn đi ạ, thì cái mối ghép nó sẽ không được khớp với nhau. Đấy, khi mình đã ấn chắc giữa cành ghép và cái thân của cái cây bưởi dại rồi thì cái phía dưới mình sẽ bó chặt. Đấy, mình sẽ băng chặt. Đấy, bằng keo điện. Đấy, mục đích để cho cái phần dưới của cành và cây nó tiếp xúc chặt với nhau, để hai bên tiếp xúc nó sẽ tỷ lệ nó ra ra non nó sẽ được tốt hơn. Đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng màng bọc thức ăn, ni lông bọc thức ăn, mình sẽ quấn. Vừa quấn các bạn sẽ kéo làm sao cho nó hơi căng cái màng bọc thức ăn, để cho cái cành bưởi và cái cây bưởi dại nó sẽ tiếp xúc được với nhau càng chặt thì càng tốt. Nhưng mà các bạn đừng kéo chặt quá thì cái màng ni lông nó sẽ bị đứt. Đó, các bạn sẽ quấn hết, không để chỗ nào hở. Cái lợi ích của cái mình ghép cái cành bưởi ấy và cái cây bưởi dại á, hoặc là cái cây bưởi mà nhà bạn đã lớn to mà cảm thấy cái quả của nó ăn không có ngon á, là mình chặt đi, mình đốn đi mà mình trồng lại thì nó rất là tiếc. Vì khi mình trồng được cây bưởi mà đến ra quả nó phải mất 1-2 năm hoặc là 2-3 năm. Đó, có một số cây có thể lâu hơn, mà mình đốn đi mình trồng cây khác thì nó rất là mất thời gian. Nên mình tận dụng cái cây mà gốc cây bưởi
đã to, đã trưởng thành mà đã ra quả rồi á, là mình ghép vào những cành của cái cây bưởi ngon, thì chỉ trong một năm hoặc hơn một năm thì khi cái cành này nó phát triển lên ấy, đó, nó to thì nó đã ra trái rồi, rất là nhanh. Một cây các bạn có thể ghép 5-6 hoặc là nhiều hơn cái cành ghép, tùy những cái vị trí ghép phù hợp. Đấy, các bạn thì cứ tiếp tục, mình sẽ quấn làm sao cho hết phủ kín nylon màng bọc thức ăn vào cái cành mà mình ghép vào để bảo vệ và đỡ bốc hơi nước. Đó. Rồi, mình sẽ đã quấn xong. Thì hy vọng cái video của mình sẽ hữu ích cho những cái bạn mà quan tâm về ghép cành mà chưa biết thực hiện. Các bạn thấy video của mình hay, vui lòng like và share, đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.